Cháu. Cháu. Chào cháu. Cô và bà đến thăm người thân là quân nhân trong đơn vị cháu ấy. Bà và cô là bà nội và cô ruột của đồng chí Trần Đình Hiếu đúng không ạ? Đúng rồi. Sao cháu biết? Cháu nhận lệnh của đại đội trưởng đón bà và cô ạ. Quý hóa quá. Cảm ơn cháu nhé. Mời bà và cô đăng ký với sổ trực ban ạ. Đi mẹ. Lính hải quân đẹp trai quá. Nhưng mặt sao thế kia? Sao đây? Hôm qua rèn luyện thể chất, không may cháu va phải một đồng đội ạ. Này, này, thằng Hiếu nhà bà ấy, nó cũng đẹp trai như cháu ấy nhá. Nhưng mà nó thông minh lắm cơ. Thế cháu có thân với nó không? Cháu thì cùng tiểu đội với Hiếu, cũng cùng phòng luôn ạ. Thế à? Duyên thế à? Vâng ạ. Thế cháu tên là gì? Dạ, cháu là Thái ạ. Cô để cháu xách cho ạ. Cảm ơn cháu. Hiếu nhà bà ấy, nó có đồng đội như thế này thì bà yên tâm quá rồi. Nó có nghịch ngợm không hả cháu? Dạ, Hiếu thì học giỏi, các môn thể chất cũng rất là vượt trội ạ. Hiếu nhà bà nó thông minh lắm mà. Nhưng Hiếu động, nghịch ngợm và hay phá đám lắm. Ồ, hay. Thì sao tôi đang nói chị đang chen ngang vào mồm tôi thế? Bà cứ bênh cháu bà chậm chạp ý. Con phải hỏi để xem nếu có vấn đề gì mình còn uốn nắn kịp thời chứ cháu nhỉ. Vâng ạ. Này, ở đây nó có bắt nạt ai không? Ồ hay, ở quân đội thích bắt nạt ai là bắt nạt được à? Thế nó có bị ai bắt nạt không? Thật ra thì bạn ấy cũng hiếu động, cũng năng động ạ, cũng vui vẻ hòa đồng. Thế nên là cũng không ai bắt nạt được bạn ấy. Ôi trời. Cô ơi, yeah. Thằng cháu của bà đây rồi. Thằng cháu con của bà đây rồi. Chạy đi đâu mà vội thế, ngã thì làm sao? Cháu thấy bà và cô lên chơi cháu vui quá đấy. Cô ạ. Còn cún con gì nữa, lớn đùng rồi đây này. Trông chững chạc ra phết đấy. Mẹ nhỉ. Bà ơi bà, hôm nay cháu được nghỉ hẳn cả một ngày để cháu tiếp bà và tiếp cô nhá. Đi bà ơi. Sao thế? Bà cô không xách quà cho cháu. Bao nhiêu cái kìa à? Bà mua cả chợ đây này. À, bà với cô xách cho cháu nhiều quà thế ạ? À? Đi, đi cô ơi, đi bà. Đi cháu. Thái ơi. Ơ cái thằng này, không chào bà với Ngọc, chào cô tao à? Chào chào bà, chào chào cô ạ. Chào cháu. Chào cháu. Bà ơi bà, đây là Hoàng, bạn thân của cháu đấy ạ. Thế à? Vâng. Xách của tao. Đi bà ơi, đi cô. Đi. Đi. Đi ơ kìa. Khang trang quá cháu nhỉ. Dạ. Trồng được nhiều loại rau nhỉ. Rau tốt thế. Vâng ạ. Trong ngày chúng cháu tăng gia trồng được hết các loại rau luôn, kể cả chăn nuôi trâu bò lợn gà, còn gì chúng cháu cũng tăng gia luôn được hết. Tự làm á? Vâng. Mai này nhá, cháu về cháu sẽ trình diễn cho bà xem trong ngày chúng cháu làm được hết mọi thứ, rửa bát quét nhà rồi là trồng rau, việc gì chúng cháu tự làm được hết. Sau này Hiếu nó về. Hoàng, không có. Ôi, em đi căng ấy. Không à? Tí bà nó về tôi lại phục hồi nguyên trạng được chưa? Ý. Mẹ ơi. Đây có cái bảng tin giống như là hồi bao cấp ở dưới quê mẹ này. Dạ thôi mẹ, cô ơi. Mẹ có cơ hội nghỉ đây một chút. Thế đi. Ngồi đây nghỉ cô nhá. Ơi cô, để cháu đưa bà về cô vào trong phòng nhá. Bọn bạn cùng phòng cháu, chúng nó mong quà quá rồi bà. Đi bà đi. Thế thôi đi đi con ơi. Đồng chí Trần Đình Hiếu. Thế được khen à?
đẩy bạn xuống ao, gây mất đoàn kết trong đơn vị. Này, thế à? Này, điểm yếu đây này. Đâu, cô có nhìn nhầm rồi kìa. Trần Đình Hiền. Ôi, Hiền, trùng họ với cả đệm thôi. Trời ơi, con lại đang tưởng thằng Hiếu nhà mình thì đúng là mất công mẹ con mình đi từ xa đến đây đấy. Cứ bộp chà bộp chộp, ngần ấy tuổi rồi mà làm bà hết cả hồn. Vâng, cô nói thế nào ấy chứ, người ta tha không đẩy cháu xuống ao thì thôi, cháu làm sao mà đẩy được người ta xuống ao, bà nhờ. Ôi trời, cô lại chả lạ mày quá. Thế sao lại cái thành kiến với cháu thế? Ở môi trường này nó phải khác chứ cháu nhở, phải tiến bộ chứ này. Vâng, nhất định là thế chứ bà. Này, ông không sợ à? Sao lại không? Sao mà làm? Vì thằng Hiếu nó luôn giúp đỡ tôi. Nó không thích bắt nạt những thằng yếu, chỉ thích hơn thua với những thằng mạnh hay mạnh hơn nó thôi. Thì ông là